Sử dụng kính hiển vi và thiết bị hiển thị hình ảnh cường độ mạnh, nhà nghiên cứu Amina Kutub có thể quan sát những tế bào não trong hộp đường bằng thủy tinh và mối liên hệ của chúng với nhau. Chúng tôi đang nghiên cứu xem làm thế nào mà những neuron tiền thân là những tế bào có thể tái tạo trong não, tạo thành được mạng lưới thần kinh hoạt động. Những tế bào não kết nối với nhau thông qua cả tín hiệu hóa học lẫn tín hiệu điện, và chúng sử dụng nhiều protein khác nhau để kích thích tăng trưởng. Nhóm các nhà khoa học và kỹ thuật viên của bà Kutub tại trường đại học Rice kết hợp những lĩnh vực như sinh học, kỹ thuật điện và công nghệ nano để làm sáng tỏ những bí ẩn về cách mà các tế bào kết nối. Bất kỳ một tế bào nào ở đây đều chịu ảnh hưởng của tất cả những tế bào lân cận trong môi trường. Vì vậy, chúng tôi đang kích thích xem tế bào đó bị ảnh hưởng ra sao bởi nhóm những tế bào khi nó trở thành một neuron có hoạt tính điện. Trong phòng thí nghiệm có một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng gồm những hình ảnh của những mạng lưới neuron, cho thấy độ phức tạp của chúng. Chúng tạo thành những cấu trúc rất phức tạp và đẹp mắt, và những cấu trúc mạng khác nhau liên quan tới việc chúng làm gì, có chức năng ra sao. Điều mà chúng tôi đang cố tìm hiểu là những tín hiệu hóa học nào đưa tới một cấu trúc nhất định và làm thế nào mà cấu trúc hóa học đó đưa tới những tín hiệu điện mà bạn nhận được khi bạn có những neuron hoạt động. Nghiên cứu của Đại học Rice được tài trợ một phần nhờ chương trình não trị giá 300 triệu đô la của Tổng thống Barack Obama, giống như công trình bộ gen người. Chương trình này ở một số mặt cho phép nghiên cứu mang tính tìm hiểu. Nó là khoa học cơ bản, nhưng nó mở ra cánh cửa rất lớn để hiểu rõ hơn về não bộ giống như nhiều người khác trên thế giới, bà Minakutep đã chứng kiến một cơn đột quỵ hoặc một căn bệnh như Alzheimer có thể gây gián đoạn chức năng não ra sao. Vì vậy, bà hy vọng nghiên cứu này một ngày nào đó sẽ cung cấp một phương cách điều trị tốt hơn. Chúng tôi đang tìm hiểu cơ chế làm thế nào những tế bào này có thể phát triển trở lại và nhờ đó chúng ta có thể tìm ra những loại thuốc tốt hơn và nhắm mục tiêu tốt hơn từ công tác khoa học cơ bản hiện giờ nhóm nghiên cứu đang tập trung vào việc phát triển một mô hình máy tính năng động có thể giúp họ phân tích những tương tác trong cơ chế phức tạp nhất của thế giới